Mình tên là Nguyễn Công Luận, mình 20 tuổi, mình đến từ Long An và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mắc gì gọi tôi bằng cô? Học trò tôi có luôn, sinh viên của cô toàn là phẩm hạnh cao trở lên thôi, em yên tâm chuyện đó. Rồi, điểm mạnh. Điểm mạnh của con là ca hát, hòa đồng. Rồi, vậy mình có điểm yếu nào không nè? Nói nhiều, hay nói kiểu chuyện kiểu vô tư, nên thành ra là hơi vô duyên. Rồi, đây bây giờ mình hát luôn, mình chào quý vị khán giả một vài câu để bên kia người ta yên tâm là giọng hát này là cũng có tạo ra kinh tế coi nè. Giọng em cũng hơi bị khàn nên là xin phép mọi người. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhà sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết thương. Tình yêu này mong manh, giờ tan vỡ tôi cũng đời. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên chờ em, cho em, cho em. Trời ơi, dễ thương. Rồi, cô gái mình à, tên tuổi nè, rồi hiện giờ là mình đang sống ở đâu, quê mình ở đâu? Dạ, xin chào cô Tô Nhi A. Dạ, bạn đang kế bên ạ. Em tên là Phương Anh, em sinh năm 2001. Em hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quê quán em ở Long An ạ. Long An. Ê, tính ra nửa rước dâu tiện lắm đó. Rồi lễ Tết cũng không cần phải yêu xa. Điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh? Chắc em không có điểm mạnh. Ủa tại sao? Tại sao em lại nghĩ vậy? Em đều hết. Em vui vẻ, em cũng vui vẻ đều đó chị. Em hoặc bác em nói chuyện em cũng kiểu mới gặp lần đầu thì cũng ít nói, nhưng mà kiểu từ từ em tăng cái level của em lên. Em hoặc bác đều. Dạ. Đều tăng đó đúng không? Dạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ chứ em hay quên đó chị, do là em chích tới 4 mũi rồi chị, em hay quên đó. Nhưng mà ai thiếu nợ em thì em nhớ dai lắm, em có nốt là em nhớ dai. Ai làm tổn thương mình thì sao? Dạ kiểu là cũng thời gian rồi cũng qua thôi, nhưng mà kiểu em sẽ nhớ chị. Nhớ rất dai nha. Dạ. Nhớ nha. Vậy thì bây giờ coi thử coi là ở Long An mà coi gần không, chứ Long An mà một bạn mà ở Tân An, một bạn mà vô tới kiểu như mà mọc quá đồ, hoặc là đi qua luôn gần Campuchia rồi là hơi mệt nè. Em ở đâu? Dạ em ở Châu Thành, Tầm Vuông. Dạ em ở quê nội em là ở Tân Trụ, quê ngoại em là cũng ở Châu Thành, Tầm Vuông luôn. Rồi nhà em thì ở đâu bây giờ, nội ngoại cũng đó? Là ở nội luôn, là ở Tân Trụ á chị. Ở Tân Trụ. Ủa sát bên. Ở sát bên, bên đây nói rồi, sát bên. Hồi xưa học cấp 3 học đâu? Trung học phổ thông Nguyễn Thông. Dạ em học ở trên Tân An chị. Rồi bên đây người ta thích hát nè, còn mình là mình thích nghe không? Dạ thích nghe hát chị. Bây giờ là hiện giờ là mình 20 tuổi, 20, 21. Thế thì cái công việc tương lai mà mình dự định á, là mình dự định làm gì nè? Dạ hiện tại là em cũng đang làm việc như part time ở tại Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục á. Tuy là làm việc part time thôi nhưng mà em đang học IT tại trường Cao đẳng Kinh tế Hồ Chí Minh. Anh chị đang cố gắng ráp lại nè, học IT nhưng mà làm thêm ở Viện Ứng dụng Tâm lý. Rồi mai mốt em định làm gì? Em định làm app trắc nghiệm tâm lý hả? Thôi em sẽ đi song song. Cũng được lắm đó em, tiềm năng lắm. Còn định hướng công việc của mình bên đây sao nè? Em làm về mảng truyền thông á chị, em xuất cho các chương trình á chị. Trời ơi, rồi ráp vô đúng luôn nha. Đó, trời công nhận. Được, cái này là tiềm năng bắt tay nhau ở nhiều khía cạnh được nha, hẹn hò được, đối tác được, cùng nhau start up được luôn. Ừ, rồi. Vậy thì bây giờ mình đang hy vọng cái mẫu bạn gái của mình là một cái mẫu bạn gái như thế nào? Em hy vọng bạn nữ hãy match vô được cái số của em. Cái số của em là số nào trong cái đường dây nóng vô cái não? Não em nóng cỡ nào? Kiểu như là một bạn nữ tinh tế, hiểu chuyện, không cần gì nhiều đâu. Thí dụ làm việc nhà em cũng làm được, nấu ăn em cũng nấu được, chắc nằm không nhà được. Tự nhiên cái con ta đang bình thường, cái yêu em xong cái con ta trở thành một cái người khó khăn vận động, thôi kỳ lắm. Chiều cao thì tầm 1m6 đổ lại thôi cũng được, hoặc là cao không sao. Rồi bên đây thì sao, cái tiêu chuẩn về bạn nam của mình thế nào nè? Dạ là nhìn được là được, chắc tầm 1m6-7 trở lên. Tưởng tượng hai đứa đều cao 1m6 mà đứng kế nhau cưng lắm á. Em không thích ốm quá. Rồi em luôn quá. Dạ em nói vừa vừa thì bạn cũng phải là biết nói vừa vừa em, chứ hai người mà nói nhiều quá cũng ai nghe được. Rồi rồi sao nữa, bên đây là biết nấu ăn, có thích một mẫu bạn trai là biết nấu ăn, biết làm việc nhà không? Dạ có. Có. Dạ tại em cũng thích với bạn mà gia trưởng quá. Em cao nhiêu? Trời ơi, nói chiều cao thì em 1m7.
mà tính theo đôi giày. Thực ra chị nhìn ở đây thì chị thấy được cái tiêu chuẩn đó, cả hai đều đang đáp ứng. Ví dụ mà mình hẹn hò đó thì cái ứng dụng mạng xã hội rồi đó thì mình có đồng ý cho người ta biết password đồ không? Nếu như bọn nữ muốn thì em đưa, mà cái quyền riêng tư thì của ai thì người đó giữ. Rồi em muốn thì cho giữ, vậy em có muốn không? Dạ cho thì em giữ, không em cũng lấy nữa chị. Vậy đi, trời ơi, đời đứa nào nấy quản đi đúng dạ. Không em, chứ mệt mỏi lắm rồi. Bao nhiêu mối tình rồi? Không biết được tính là mối tình không. Mình thích một bạn, bạn nó không thích mình. Rồi là cờ rút người ta đúng không? Rồi đi chơi nói chuyện tầm tháng cái bắt đầu người ta mất tiêu. Cao lắm là 5 tháng rồi. Bạn thì nó nói nó tráp mày rồi. Mình gặp tráp rồi đúng không? Mình có làm gì sai với người ta không? Chắc do dễ dụ quá. Rồi cuối cùng là có bao nhiêu lần sóng gió như vậy? Bị sóng gió chắc 2 lần. Rồi tình trường bên đây thì sao nè? Dạ em chắc là có 2 mối tình mà em kiểu ấn tượng luôn. Ấn tượng? Dạ, cái mối tình đầu tiên là em quen vào khoảng em học năm 2. Dạ kiểu tụi em quen nhau cũng bình thường thôi, nhưng mà tới một cái dịp mà lễ á thì công ty của anh đó đi chơi. Kiểu như thì vẫn bình thường là cũng vẫn sáng trưa chiều này thôi, nhưng mà có một ngày anh bảo là anh tự nhiên em bị nhức đầu quá. Cho nên là em bảo là thôi để đi chơi xong về rồi mình khám gì này kia. Xong rồi tới gần cuối ngày mà ảnh đi chơi về á, là ảnh bảo là ảnh bị ra máu. Em tưởng cái khúc đó là như phim luôn á chị. Xong rồi cái lúc mà em nghỉ lễ á, thì cái tự nhiên anh bảo là anh nhắn ảnh dừng lại á, kiểu là anh không muốn em khổ. Được cái dừng lại luôn. Rồi em cũng có nhắn tin hỏi là sao này kia, rồi có bệnh gì này kia không. Cái anh nói là anh muốn lo cho ba mẹ tại anh không còn thời gian nữa. Nhưng mà em kiểu cũng vài tháng gần đây thì nó hiện lên em là bạn bè có thể quen biết á. Em có nhắn vô xem thử á, thì chắc ảnh còn sống tốt, chắc anh không sao. Anh không có thời gian nữa. Thực ra thời gian thì có ai mà có đâu. Thời gian nó 24 giờ một ngày cho mọi người. Có hay không là do người ta thu xếp đúng không em? Thì thôi kệ đi, duyên nó ngắn ngủi. Rồi mới dạ. Tình thứ hai thì sao? Dạ kiểu như là em làm ở ban truyền thông của câu lạc bộ đá. Thì em gặp bạn đó là bạn đó cắt cho câu lạc bộ của em. Bạn đó còn trẻ con quá cho nên là kiểu như chưa có quan tâm nhiều chị. Với lại nhiều khi bạn cũng ham chơi á. Bạn có nói với em là bạn ngủ sớm này kia. Nhưng mà có một ngày nọ là em tự nhiên em vô game. Em thấy bạn còn on ở trển á. Đó. Dạ. Thì bạn đi ngủ trong game. Dạ. Đó bây giờ nè, nói dối người ta gặp rồi nè, rồi hời hợt người ta gặp rồi nè, đó rồi trẻ con người ta gặp rồi nè, mình thấy mình né được mấy cái đó không? Về hời hợt thì không hời hợt đâu, em nhắn tin nhiều lắm, có khi gấp lẹ lắm. Chỉ là bận thì em không rep thôi, nhưng mà tại vì điện thoại em lúc nào cũng on á, em cũng lúc nào cũng bật mạng. Rồi trẻ con thì sao, thấy mình bớt trẻ con chưa? Thì lên thành phố Hồ Chí Minh thì em cảm thấy là một bản thân mình đã thay đổi hơn lúc trước. Mình trưởng thành rồi đúng không? Rồi có nói dối không? Nói dối phải có, nhưng mà tùy chuyện. Nhưng mà nếu như việc đó tốt cho bạn. Có nói dối cái kiểu là anh đi ngủ rồi nhưng mà anh vô game anh ngủ không? Bạn nữ không thích một bạn nam chơi game hả? Em không thích bạn trai chơi game hả? Không, em vẫn chơi game với bạn bình thường. Nhưng mà kiểu là hôm đó bạn đó nói là bạn ngủ sớm, bạn mệt bạn ngủ sớm, xong bạn tắt trạng thái hoạt động. Nhưng mà cái linh cảm nào đó em vô game em chơi một mình em, cái em thấy bạn ở chồng. Người ta không có thích, người ta không có phải là không thích chơi game mà người ta ghét cái vụ nói dối. Bình thường theo một tâm lý người đàn ông á, thì tại vì nói anh chơi game nha, cái mà anh chơi đi, bạn nữ sẽ cảm thấy là mình tủi thân, mình bị bỏ rơi, nên là bắt buộc người đàn ông phải nói dối là biện hộ. Phải biện. Em biện hộ. Không có biện hộ. Ý em sao? Bên đây biện hộ kìa. Dạ bạn muốn chơi bạn chơi, nhưng mà kiểu chơi tùy thời gian thôi chị, chứ không phải là chơi nguyên ngày hay kia. Dạ bên đây người ta cho chơi game mà người ta chơi chung luôn đó. Không, cái game em chơi với bạn nữ không có chơi chung được. Em chơi game gì mà nó chấn động dữ vậy? Cái game đó người ta cấm nữ chơi hả? Ý là bạn nữ cái game này thì ít nữ chơi lắm. Ít thôi, biết đâu em gặp được một ca lạ rồi sao, chưa có biết mà. Em cảm nhận như thế nào về chàng trai đang ngồi ở đây nãy giờ thông qua giọng nói và cái nội dung mà bạn chia sẻ? Kiểu bạn hoạt bát, hoạt ngôn hơn em nhiều. Dạ, cùng quê, cũng ấn tượng tốt chị. Còn chưa gặp em cũng chưa biết sao. Dạ. Em thì sao? Thế em sao? Thì cùng quê là em thích rồi. Cùng quê là... tiêu chuẩn em đơn giản vậy luôn. Tại vì lễ Tết gì hay về quê là lết đầu kiếm. Tiện. Đúng rồi, rất là tiện. Thực ra thì nãy giờ ngồi ở giữa thì chị thấy là các bạn cũng khá là có nhiều cái là tần số nó cũng ráp được đó. Cùng trẻ, cùng cởi mở. Chúng ta sẽ cùng nhìn những bức hình mà ekip thực hiện sẽ cung cấp cho các bạn. Mình đoán thử xem là nãy giờ mình đang ngồi nói chuyện với cái người bên kia thì họ là ai trong số những bức hình mình được nhận ha. Một chàng trai quê Long An, trẻ trung, có thích chơi game, hát hay.
và ai sẽ là Phương Anh? Em nghĩ là bạn. Và hãy để cho trực giác của mình lên tiếng. Bây giờ thì các bạn sẽ được xem đáp án của bên kia. 3, 2, 1. Gật hay lắc? Gật hay là lắc? Trời ơi, xuất sắc quá. Ai đoán sai thì bị phạt. Chịu không? Bạn nữ chịu thì em chịu. Ủa em ơi, mình có chính kiến của cuộc đời mình đi em. Vậy thì bây giờ mời các bạn ngồi thẳng lưng lên. Chúng ta sẽ kiểm tra đáp án xem mình đã chọn đúng hay không sau khi chị rút cái cửa sổ trái tim này ra. 3 2 1 Đúng hay sai? Em xác nhận cho bạn đi là hình hồi nãy đúng hay sai? Đúng rồi đó. Còn em xác nhận đi đúng hay sai? Sai rồi đó. Cái hình hồi đó, hình hồi nãy là em họ. Em họ. Em họ. Vì sao em chọn cái hình này Phương Anh? Tự nhiên có linh cảm. Em có linh cảm đúng không? Chung dòng máu. Đúng rồi, chung dòng máu có huyết thống. Không chỉ là trên đối tượng chính mà còn trên đối tượng họ hàng nữa. Vì sao em nghĩ là cái hình này vậy? Vì thông qua nụ cười thì em thấy cái tính hoạt bát nó thể hiện ở đó. À, phạt không? Chị có muốn phạt không? Rồi em muốn phạt không? Không. Người ta không muốn phạt thì tôi làm ăn được cái gì nữa trời. Thôi, ơi không phạt đi. Ủa em ơi, mình chính kiến luôn. Phạt cái gì? Phạt nắm tay tôi. Phạt nắm tay tôi. À, rồi phạt nắm tay tôi chưa gì mà đã nắm tay tôi rồi mời tôi đứng lên. Rồi hai đứa ký hợp đồng nè. Rồi, phạt, rồi bước qua bên kia rồi nắm tay người ta đồ. Thiệt á, bởi vì đám trẻ bây giờ vậy đó quý vị, chưa gì mà qua nắm tay đồ rồi quý vị. Dạ thời gian hết rồi ạ. Dạ. Là nắm tay vậy là phạt dữ chưa? Không, chứ tôi thấy ai cũng có lợi hết trơn. Rồi đem quà ở đây rồi ngồi ngồi ngắm vậy đó. Rồi thì tới đây mình có quà này là không tặng. Tặng hoa thì không ăn được nên là tặng bánh. Này tự gói, tự gói, tự đính hoa. Mình cũng có quà tặng bạn. Em thấy luận sao? Dạ được chị. Được, dạ được, một chữ. Dạ ổn, ngoại hình ổn, dạ được. Dạ cỡ mở, hoạt bát. Cỡ mở, hoạt bát. Dạ sao, cảm giác là sao cưng? Đẹp quá. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mới, anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Trời ơi, trời ơi, tỉnh táo lên. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ có khoảng thời gian riêng với nhau để cùng dùng một cái bữa trưa. Và hy vọng là với sức trẻ, với sự cởi mở, với sự hoạt bát của hai bên, các bạn sẽ cùng tìm hiểu được về nhau ở những cái thông tin cơ bản để mình có một cái quyết định thật sự quan trọng. Và xin mời bữa trưa cho hai nhân vật của chúng tôi ạ. Phương Anh không ăn được cá hả? Không ăn được cá. Không ăn được cá. Ghét cá luôn. Tại do hồi nhỏ có gì hả? Không, tại nhìn thấy nó là thấy ghét. Ăn kiểu nó bị tanh á. À. Với lại kiểu kén ăn á. Hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng kén ăn. Suy dưỡng? À, hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng nè. Mà giờ đỡ rồi, đỡ hay đỡ. Ủa mà giờ mình ở quận mấy? À, bây giờ ở Gò Vấp. Gò Vấp à? À, ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở Hồ Thị Kỷ. À, mình ở Gò Vấp, ở ngay chỗ gần em mất á. À, cái khu em mất á. Em mất à? Em rất là ở Phan Văn Trị á, gần trường Văn Lang á. À, không biết. Dạ, có theo đạo gì không? Theo đạo không, ở Long An rồi, theo đạo Phật thôi. À, nhà cũng theo đạo Phật. À, nhà ngoại tôi ở cũng ở Tầm Vuông á. Mà từ nhà ra đó cũng 5 phút, 5 phút. Rồi. Ừ. Ủa, nhà có anh chị em gì không? Có em 208, sinh năm 208. Có nào mình ở gần Trung Phu mà mình không biết không trời? Có khi gặp rồi mà không biết nữa. Chắc vậy lắm, tại nhà ngoại họ hàng cũng đông. Có hút thuốc không? Không thích người hút thuốc à? Không, không thích. Ừ, không. Có nhậu nè, nhưng mà chắc mấy tháng mới nhậu một lần. À, đô như lon. Đô năm lon. Bất tử. Thôi. Cho nên là bình thường hay thức khuya lắm hả? Cũng không khuya lắm, tầm 2-3 giờ. Hai ba giờ à là có rồi. Có
hay đi chơi không? Có, khi nào mà kiểu thời gian rảnh á, rảnh thứ bảy chủ nhật thì đi chơi tầm đó. Còn không thì cũng đi làm bình thường, được về thôi chứ cũng không đi đâu. À. Biết nấu cá không? Biết. À, tại em hay nói với mẹ mốt lấy chồng là biết con mình cá, tự nó ăn. À, ví dụ mà thích ăn gà hơn. À, tôi cũng thích ăn gà, mà kiểu là ăn thịt thôi chứ không có ăn xương, ăn mấy cái này kia gân thì cũng ăn luôn. À, cũng khó nuôi ha. Ồ, mà không biết sao cũng mập quá. Ủa, bình thường có đi hát ở đây hả? Bình thường hát ở quận nhất, quận 6. À, hát quận. Có tham gia chương trình gì chưa? Nào mốt có là tôi kêu á, tại vì tôi cũng có hai mấy đứa bạn kiểu tham gia nhưng mà kỳ là cũng năn nỉ lắm. Okay. Bạn rớt thì nó rớt à. Mỗi người sao là mình ngồi đây mình chốt cái chóp luôn vậy đó. Hẹn hò tính sao giờ chốt chóp trước luôn. Trời ơi, thấy không? Rồi sao hồi nãy cuối cùng phát hiện ra bên kia đô nhiêu? Năm lo. Rồi em đô nhiêu? Bất tử. Bất tử. Ừ, đó rồi. Phụ nữ nói năm lon vậy thôi chứ coi chừng cũng bất tử đó. Là em về em bất tỉnh đó cho em hai. Rồi, nãy giờ thì sau cuộc trò chuyện thì mình phát hiện được thêm gì ở đối phương nữa rồi? Có cái thông tin gì mới mà mình cảm thấy thú vị từ bạn đó không? Em sợ nhà ngoại bà con em quá. Em sợ nhà ngoại bà con em gần không? Gần. Gần quá gần. Về ngay bữa nay là tra cho kỹ. Rồi em thì sao mình? Em cũng sợ dính gì nữa chị. Hồi nãy giờ hai đứa băn khoăn có mỗi chuyện đó thôi hả? Yeah. Bây giờ thì chị sẽ có một vài thử thách cho hai bạn. Giờ ai sẽ là người lấy thẻ bài trước? Cho bạn nữ trước. Rồi xin mời bạn nữ nè. Mời bạn nữ đọc thẻ bài lên nè. Ủa sao cười vui vậy em? Bạn nam hãy bước tới và nói một điều gì đó làm cho cô gái phải bật cười. Rồi xin mời bạn nam bước tới nói cái gì đó cho cô gái của tôi bật cười. Căng à? Nói gì vậy trời? Nói gì? À, chị nói chưa? Cười rồi. Ủa em ơi, người ta chưa nói luôn á Phương Anh, em dễ dãi. Nói đi. Hả? Nói đi. Nói cá ngon không? Chắc cũng ngon. Anh nói thôi cười cái cho vui đi. Khoan, cái này giống như là kiểu như là ủng hộ đồng đội quá nha. Rồi nhưng mà thôi, đúng đề bài rồi, không ép nữa. Cảm ơn Phương Anh đã hỗ trợ. Giờ tới lượt của em nha. Đề nào cũng dễ hết á. Cô gái tiến đến massage vai cho bạn trai và hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời em. Ai cũng phải rời khỏi chỗ của mình thôi. Mời Phương Anh. Tiến đến đây. Massage trong 1 phút. Bắt đầu. Phút thôi hả? Massage vai thôi à? Massage cô. Em làm sao mà em nghĩ đó là massage thì em cứ làm. Con chỗ này mỏng. Quá trời hỗ trợ luôn rồi. Rồi. Anh mạnh xíu nữa. Đòi hỏi quá cô. Quá đòi hỏi. Chỗ này mỏng. Xin lần cổ nha. Thế lời dữ luôn á nha. Thôi rồi, cảm nhận đi, hỏi cảm nhận đi. Vừa làm vừa hỏi luôn đi. Sao? Thế hát ok chưa? Thoải mái quá. Thôi được rồi, được rồi. Ủa sao giờ cho người ta một cái nhận xét nè. Rồi mời Phương Anh về chỗ. Tay mong mềm. Ủa gì nữa? Nữ công da trắng chắc vậy. Qua vài cú bóp vai thôi mà nữ công da trắng. Giờ sao mình nên cảm ơn người ta một chút. Cảm ơn Phương Anh nhiều nha. Không có chi. Mình lấy cái thế mạnh của mình ra mình cảm ơn được không? Em hãy nắm tay một nữ ra hát được không? Trời đất ơi, ủa là cảm ơn dữ chưa? Mời em. Rồi hai bạn đứng đây luôn nè, đứng ngay phía trước luôn nè. Đó, xin mời bắt đầu. Mình sẽ hát một đoạn. Đúng. Kể từ lúc em xa nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có hay và em ơi, nay mình đã nên vợ nên chồng thì hãy nhớ luôn thật trân trọng em biết không. Sớm vậy luôn. Cảm ơn luận rất là nhiều. Cảm ơn Vương Anh. Rồi mời hai bạn đặt tay lên trên nút hình trái tim. Bây giờ thì các bạn sẽ nhắm mắt đi để mình không có bị ảnh hưởng bởi quyết định của người còn lại. Và khi các bạn nhắm mắt thì chị sẽ đếm ngược từ 5 cho đến 0. Và khi nào mà chị mời các bạn quyết định thì các bạn sẽ quyết định bấm hoặc là không bấm. Và hy vọng là chúng ta đều sẽ có một cái đáp án
thực sự là như mong muốn của mình. Mời các bạn nhắm mắt bắt đầu. 3 2 1 Mời các bạn quyết định. Trời ơi, trời ơi, chúc mừng đôi trẻ. Và hai bạn ấy đã đưa ra một cái quyết định để mình có thể cùng nhau đi đến một tương lai nhiều thú vị hơn, nhiều kết nối hơn. Rồi không có ai yêu nhau mà đứng như chào cờ hết á, thưa quý vị khán giả. Mình làm gì đi trời ơi, cho chúng tôi yên tâm. Đúng rồi, mình có xin bạn gái một nụ hôn làm quen đâu không? Nếu như bạn gái cho phép thì hỏi đi. Đôi trẻ đáng cho yêu phép mình tặng quên một nụ hôn vào má. Yeah. Rồi, ok. Rồi. Em chào anh và em. Ừ. Em tên là Anh. Năm nay em 29 tuổi. Nó lớn lên nè, chị nói nhỏ xíu gì mà còn vang vậy hả? Thì em thấy nó lớn hơn nam mà. Em tên là Dương Thanh. Năm nay 29 tuổi, đến từ Bình Phước. Hiện đang độc thân. Ừ. Đã, hôm nay mình từ Bình Phước mình xuống luôn hả? Đúng rồi, đã đi từ 8 giờ sáng. Ok. Ừ, là đi xe máy hả Thanh? Đi xe máy. Ờ. Cái gì? Em ở huyện gì? Em ở Đồng Phú. Đồng Phú. Là xa. Cái đây 100 cây á. Nếu mà đi từ tìm đường nó sẽ hơn 100 cây một chút. Bình Đồng Phú là qua Bình Long luôn hả? Bình Long, Bình kia. À, là em ở khúc khúc bên đây. Đi về đường từ Đồng Xoài. Ừ, Đồng Xoài đi lên. Ừ, rồi. Ok, rồi em giới thiệu về bản thân em ha. Em nghề nghiệp em là cái gì? Em là kỹ sư cơ khí. Ờ, kỹ sư cơ khí. Em hiện tại đang làm công ty gì? Em làm công ty tại nhà. À. Mở xưởng riêng. À, mở xưởng riêng tại nhà. Mình chuyên về làm cái gì em? Em chuyên về tự thế nào? Làm nhôm. Ừ. Nhôm. Ừ. Rồi, có công việc cũng có ngoại hình. Ở trên mình có không có ai sao mà đi xuất ra tham gia chương trình? Phải không? Tại vì công việc của em thì là làm mình. Em thường em làm mình thì công việc nó cũng không có tiếp xúc nhiều người á. Với lại 10 năm rồi có nhiều cái chuyện là không được thành công là không buồn. Ừ, không được thành công trong công việc đó hả? Đúng rồi. Lại do gặp cái gì dịch hay sao? Vừa dịch lại vừa có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống cả. Ừ. Nên là rất là buồn. Cả Bình Phước quá trời luôn, sao không tìm rồi đi xuống tới tận đây nè. Kể nghe coi mấy tình mối tình rồi. Em thì một số tình đơn phương từ hồi chung cái hoạt động của nhóm á, em có quen được 2 năm nhưng mà do em sai, do bỏ đi người ta quá là em sai. Nhận ra mình sai là được rồi đó. Em nhận sai nhưng mà em cũng có nhận lỗi, mình cũng kêu là tôi muốn tha thứ cho mình để mình quay lại nhưng mà thì nó đã đi quá xa rồi. Rồi. Mới tình thứ hai. Tình thứ hai là 4 năm rưỡi. Rồi sao đây? Sao 4 năm rưỡi rồi? 4 năm rưỡi là mối tình này thì là em rút kinh nghiệm từ mối tình trước. Là quan tâm, là chăm sóc, là chia sẻ. Rồi sao chia tay đây? Thì do cái bạn đó thôi. Em không biết tại sao luôn. Em không phải nói hết tại sao mình thấy mình là em không biết nói tại sao nhưng mà ý là bạn gái như thế nào? Trong đợt dịch xong, từ dịch năm ngoái xong, thế đến tháng 9 thì bạn ấy tự nhiên không nhắn tin cho em nữa. Em hồi xưa em ở ngoài xưởng ở Bình Dương, sau đó chuyển Bình Phước một thời gian, thì sau một thời gian đó là em bạn đó ở đâu? Ở Bình Phước.
Vậy là yêu xa đúng không? Yêu xa nhưng mà em vẫn lên bình thường, tại em cho là tiền đấy em không lên được, nhưng mà em vẫn nghe là cũng gọi điện qua Zalo, cũng nhắn nhắn tin rồi cũng ấy, không có sai một tí gì cả, không có cũng lầm lỗi với bạn đấy một tí gì cả. Em ráng mình là một người tốt rồi, nhưng mà các cậu không được cái gì hết. Em biết tại sao lại chia tay. Giờ không biết lý do nhưng mà có lên gặp bạn không? Em có lên nhưng mà bạn ấy trốn á. Bạn ấy muốn gặp á, rồi nhắn tin thì bạn nói là chuyện chia tay không lý do luôn. Em không biết tại sao, em rất buồn. Em cũng lên chỉ biết khóc thôi. Lên buồn lắm á, vừa công việc vừa không được làm được, vừa chia tay bạn gái nữa. Em rớt vào cái tình trạng thất vọng á. Giống như là em không muốn làm gì. Có xong không? Sau bỏ bê người khác xong rồi mình muốn lấy lại, chuộc lỗi lại là mình lại đặt trên một cái người khác nhưng mà không được bị giọng đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Gieo chi? Rồi gặp nè. Thấy chứ hả? Coi như không có duyên đi em. Với lại... em đã cố lên kéo. Mình đưa video xem. Nói chung là chị nói rồi, coi như không có duyên đi. Hoặc là ví dụ duyên tới đó thì hai bạn không có... Bạn có thể nha, chị nói thì khiến em bây giờ không biết có buồn nữa hay không. Nhưng mà chị nói thật, ví dụ như bạn gái lúc đó là có người quan tâm ở dưới Bình Dương thì kia thì sao, đúng không? Thì mong là bạn bạn hạnh phúc đi, chứ mà bây giờ em cứ buồn sao có vấn đề. Em hơi bị hận sao hận mình tự nhiên mình chuyển về nhà mình làm thì chắc là sao anh cũng không tí là thì chị nói đi rồi, là cho suy nghĩ là không có duyên nữa đi. Đến hiện tại có hận không? Bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ mà lúc đó là hận. Giận bạn nhiều lắm. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng vẫn chưa quen được mà. 6 tháng rồi vẫn chưa quen được. Ba mấy năm trời là còn chưa quen được nữa rồi. Ông mới có 6 tháng rồi quên. Chỉ cả 6 tháng trời đúng không? Giống như là mới ngày hôm qua vậy. Giống như ngày hôm qua vậy. Giống như là em ngày là nhắn tin gọi điện, ngày không gọi đến. Rồi chia tay bạn đó tới nay là làm bao nhiêu mấy tháng hả? Từ tháng 9 năm ngoái. Từ tháng 9 năm ngoái. Chưa tới 50. Cho là gần 1 năm. 9 tháng trời, rồi có quen ai không? Không, vẫn đợi chờ. Rồi giờ có đợi nó không? Đợi lên đây chi? Chứ khổ quá. Không đợi rồi. Bây giờ là đợi. Quyết định hồi nào không đợi nữa? Chắc từ 2 tháng trước. 2 tháng trước là quyết định không đợi nữa. Rồi ok, quyết tâm nha. Quyết tâm mình không dành vào bản thân mình nữa. Rồi cho chị biết ưu điểm nhược điểm của em với lại mẫu người yêu của em mong muốn là gì? Ưu điểm của em là sẽ sáng tạo. Sáng tạo gì? Em thường sáng tạo với máy móc của em. Em hay nhiều khi thất bại ấy, nhưng mà em vẫn luôn cố gắng em làm ra được. Nhưng đến lúc mà không làm được thì bỏ. Rồi gì nữa? Thích chơi thể thao, chơi bóng chuyền, chơi bia. Rồi gì nữa không? Biết thích hát và nấu ăn. Rồi hát một xíu đi em. Hát thì em hay quên lời bấm lên lại. Ok. Em hát bài ngày hạnh phúc. Ok, rồi hát một khúc cho chị thôi, chứ không hát cần hát nhiều nữa. Rồi mời em. Mặt hạnh phúc thật nhiều khi thấy em cười, mỗi lúc bên người yêu thương như gió với mây. Từng lời nói, từng yêu ai yêu đến mất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê. Bao ngày thật bối rối, mỗi khi em yêu còn dối. Và ngày em đến, xua tan màn đêm vẫn rất ưu phiền. Cho tim anh thôi không lẻ loi. Rồi, cảm ơn Thanh. Về nhược điểm của em thì như thế nào Thanh? Em thì
nóng trong trường hợp nào? Nóng trong trường hợp là em mà làm không không được em hay giận mặt với mình. Mình hay giận chân giận tay á. Giận chân giận tay nhưng mà nóng đúng lúc rồi. Nhưng mà em biết kiểu kiểm chế bản thân mình. Có cái nào đánh người chưa? Có không, nào đập đồ chưa? Cũng muốn đánh lắm nhưng mà em thì cứ vậy. Kiểu nhá nhưng mà em biết kiểu kiểm chế bản thân của mình được. Em làm không có Rồi mẫu người yêu của em sao? Mẫu người yêu là tóc dài, tóc dài một chút. Ok. Chút. Vừa vừa được không? Vừa vừa. Alo. Dạ, thôi chờ con xíu con đang. Dạ đúng rồi, để có con đang bận xíu mới gì gọi lại cho chú nha. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Dạ, chắc một chút. Mũi cao chút, lông mày một chút. Mũi cao. Dạ, lông mày đậm một chút, cười duyên một tí. Ông lông mày đậm rồi, ông còn đòi người ta đậm nữa. Cao khoảng 1m55 đến 1m65 là được. Rồi. Thích Ngọc Trinh với Sam hả? Dạ. Ông ốm vậy hả? Dạ đúng rồi. Cực kỳ thích Ngọc Trinh. Đó, thấy không? Hay đại gia không không? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì từ 18 đến 26 rồi. Dự định khi nào em lấy... Em tìm hiểu xong khoảng 6 tháng 1 năm thì em lại được. 6 tháng 1 năm là ok đúng không? Chưa được là sửa được bản thân không hay không? Rồi, em có thu nhập hiện tại của em bao nhiêu tháng thành? Em có nhà riêng hay gì cho nó chưa? Em có một sự riêng nhưng mà chưa phải đến em đi thuê thôi. Nhà hiện tại cũng nhà ở trước. Nhà cũng là tại nhà em là một con trai. Em là trai một nhà hả? Trai một có hai đứa gái. Rồi có vườn tược gì không? Rồi có, ra rồi. Có vườn cây lau cá. Có lau cá chuồng trại. Là ba mẹ đang làm cái đó. Ba mẹ thì chăn nuôi thôi. Còn em thì đi kinh doanh. Nhưng mà mốt sau này em nghĩ là em về nhà em ở chung với ba mẹ cho bạn làm dâu hay cho hay là về nhà riêng. Nếu mà ở em thì mình sẽ lên xuống mình làm ở công ty. Ở đây em thì em hay đi về đi lại làm lương tháng cao như, em thu nhập cao như vậy thì em có mua đất đai gì cho Bình Phước chưa? Đất đai có cao quá dạo này cao nhưng mà lúc trước chưa mua nữa hả? Lúc trước em mới về năm nay năm ngoái mà làm nhiều nơi ở trên trên trời này về đất nông rồi mua đi để dành đó sao quá đi sao thôi cố gắng ha. Nhà có đất đai gì không? Nhà có đất vậy gì nhà xây mới hồi nhà hơi dốc dạ sao cả ở sự sự nhường dưới đầu đấy còn em đang trên trên đầu đấy thì nó có đất có nó có chung là hai cái nhà vậy thôi vậy cũng được rồi. Rồi, cảm ơn Thanh. Ok rồi, về nhà làm giấy tờ đi ha. Có gì thì giờ chương trình